mùa giải 2018-2019 của 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu sắp đi đến hồi kết. Đã có nhiều cầu thủ bước ra ánh sáng với những màn trình diễn ấn tượng, tuy nhiên cũng có nhiều cái tên đã đánh mất đi chính mình. Sau đây, hãy cùng bóng đá 365 tìm ra đội hình tệ nhất mùa giải 2018-2019. Đầu tiên sẽ là vị trí thủ môn. Manuel Neuer. Neuer từng được đánh giá là người gác đền xuất sắc nhất đương đại với hàng loạt danh hiệu cao quý đạt được như găng tay vàng World Cup 2014. 4 năm liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFA từ năm 2013 đến năm 2016. Đây là điều mơ ước đối với bất cứ thủ thành nào. Tuy nhiên, tuổi tác và những chấn thương đã khiến cho đội trưởng của đội tuyển Đức đánh mất đi chính mình ở mùa giải này. Thống kê trong mùa giải 2018-2019, tính riêng tại Bundesliga, Neuer thi đấu 26 trận. Có các thông số về cứu thua trung bình một trận như sau: số pha cứu thua 1,3 pha một trận, cứu thua trong vòng cấm 0,4 pha một trận, cứu thua ở vòng 5m50 0,1 pha một trận, cứu thua ngoài vòng cấm 0,8 pha một trận. Nếu so với những mùa bóng trong quá khứ, đặc biệt là 4 mùa giải từ năm 2012 đến năm 2016, có thể thấy Neuer đang đánh mất chính mình. Nếu so sánh với người đồng nghiệp đang cạnh tranh một vị trí trực tiếp trong khung gỗ đội tuyển Đức, André Ter Stegen, cái tên luôn bị giới truyền thông đánh giá thấp hơn Neuer, những con số của thủ thành đá khoác áo Barcelona lại đang vượt trội hơn. Điều đó cũng góp phần khiến bàn thua của Bayern ở mùa giải 2018-2019 tăng lên đến con số 32, con số nhiều nhất kể từ mùa giải 2008-2009. Tiếp theo là hàng hậu vệ Chris Smalling, Phi Dồn. MU đã có một mùa bóng thi đấu thực sự bết bát khi họ chỉ giành được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Hàng phòng ngự là một trong những nguyên nhân hàng đầu với 54 lần để đối phương chập thủng lưới, con số tệ nhất trong số các đội top 6. Thậm chí trong hai thập kỷ trở lại đây, cũng chưa có mùa bóng nào quỷ đầu lại để thủng lưới nhiều như hiện tại, dù cho khung gỗ của họ sở hữu thủ thành hay nhất thế giới lúc này, David De Gea. Và đương nhiên, Smalling và Fizon là những cái tên bị đem ra chỉ trích nhiều nhất, dù đã có không dưới 8 năm thi đấu tại Old Trafford, nhưng chưa bao giờ hai trung vệ này đem đến sự an tâm cho người hâm mộ. Họ chỉ có điểm mạnh duy nhất là tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, đặc biệt với một đội bóng bất ổn như MU, điều đó là không đủ. Những tình huống phán đoán thiếu chính xác hay đưa ra quyết định sai lầm đã là đặc sản của Smalling và Fizon. Cầu thủ phòng ngự còn lại trong danh sách này là Jerome Boateng. Anh từng là một trong số những trung vệ được đánh giá hàng đầu thế giới, với đỉnh cao là lần lên ngôi tại World Cup 2014. Tuy nhiên, tuyển thủ người Đức lại không hề cho thấy sự tiến bộ. Mùa giải 2018-2019, Boateng không còn là sự lựa chọn số 1 nơi vị trí trung vệ. Anh đánh mất vị trí vào tay của người đàn em Niklas Süle. Một phần do đánh mất phong độ, phần khác do chấn thương. 1.693 phút được ra sân của Boateng so với 2.652 phút được ra sân của Süle tại Bundesliga. Rõ ràng đây là hai con số quá chênh lệch. Tiếp theo sẽ là hàng tiền vệ, Gareth Bale. Khi Ronaldo rời khỏi Real, giới chuyên môn đã rất kỳ vọng vào khả năng tỏa sáng của Gareth Bale, người được cho là bị Ronaldo thu chuột tài năng tại San Bernabeu. Điều đó càng có cơ sở sau màn trình diễn chói sáng của cầu thủ xứ quên trong trận chung kết Champions League 2017-2018. Đầu mùa bóng 2018-2019, Bale tiếp tục khiến các cổ động viên Los Blancos ngất ngây với 4 pha lập công và 3 đường kiến tạo chỉ sau 6 trận đấu. Tuy nhiên sau đó, cầu thủ sinh năm 1989 tiếp tục quay về bộ mặt thi đấu thiếu ổn định. Đến khi Zidane quay trở lại Real, Bale đã bị đẩy thẳng lên băng ghế dự bị. Tương lai vô cùng mịt mờ, đang đeo bám lấy cầu thủ đắt giá nhất thế giới của năm 2013. Jorginho. Jorginho theo chân Sarri về Chelsea để giúp ông thầy thực thi triết lý Saribo tại Sir Stamford Bridge. Tuy nhiên, tiền vệ người Italia chỉ thi đấu một cách tròn vai. Thống kê trong mùa giải năm nay, Jorginho đã có đến 3.118 đường truyền. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có được đường kiến tạo nào. Trong khi đó, Ederson, một người gác đền còn có riêng cho mình một pha kiến tạo. Khả năng tranh chấp cũng là yếu điểm chí mạng của Jorginho, nhất là khi anh được xếp đá ở trục giữa, nơi dành riêng cho những cầu thủ cơ bắp và có tính cơ động cao, trong khi Jorginho lại không có được điều đó. Lucas Torreira. Lucas Torreira đến với Arsenal với kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa của Arsenal trở nên mạnh mẽ hơn. Và ở những trận đấu đầu tiên được ra sân, cầu thủ người Uruguay thể hiện bộ mặt rất ấn tượng. Thống kê từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 11 tháng 11, Torreira chơi đủ 90 phút trong cả 7 trận đấu của pháo thủ, đạt điểm số trung bình trên một trận lên đến 7,02. Con số khá cao đối với một tiền vệ có nhiệm vụ chính là phòng ngự. Thậm chí, anh còn được các cổ động viên Arsenal ví như Kanté phiên bản da trắng. Tuy nhiên, mọi chuyện đều tan biến ở giai đoạn lượt về khi anh liên tục mắc sai lầm. Từng có chuỗi trong 7 trận, Torreira bị thay ra trước phút 60 đến 5 trận. Dường như sự ổn định vẫn là điều quá xa xỉ đối với anh. Coutinho. Coutinho trong thời gian qua đang bị các cổ động viên của Barcelona la ó liên tục. Họ cho rằng tiền vệ người Brazil không xứng đáng với mức giá 142 triệu bảng mà gã khổng lồ xứ Catalan bỏ ra để mua anh.
sau 2023 phút ra sân tại La Liga mùa giải năm nay, Coutinho chỉ có được 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Nên nhớ, vào mùa giải 2016-2017, khi còn khoác áo Liverpool, anh có đến 13 bàn thắng và 7 đường kiến tạo, dù cho thời điểm đó chất lượng đội hình của The Cup kém cỏi hơn hẳn so với Barcelona hiện tại. Cuối cùng là hàng tiền đạo, Neymar. Giữa Barcelona với tham vọng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng rốt cuộc những gì mà Neymar làm được hiện tại chỉ là 2 chiếc cúp League One. Điều PSG có thể làm ngay cả khi không có sự phục vụ của tiền đạo người Brazil. Những chấn thương, lùm xùm phía sau sân cỏ xuất hiện liên miên khiến cho phong độ của Neymar sa sút trầm trọng. Anh đang tự biến mình từ siêu sao hàng đầu thế giới thành cục tiền di động không hơn không kém tại sân công với các hoàng tử. Lukaku. Mùa giải 2018-2019 có lẽ là mùa giải tệ hại nhất trong 6 năm qua của Lukaku. Tiền đạo người Bỉ là một trong số những cầu thủ luyện tập chăm chỉ nhất tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, anh vẫn không thể cải thiện những điểm yếu cố hữu, đặc biệt là khâu đưa bóng bước 1 và tốc độ phản ứng với những đường chuyền của đồng đội. Theo thống kê tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, Lukaku có số lần mất bóng trung bình một trận là 1,4, số lần khống chế không thành công trung bình một trận là 1,6. Con số này không chênh lệch mấy so với một tiền vệ box to box như Kanté. Dường như 75 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford đã bỏ ra để đưa anh từ Everton thực sự đã trở thành món hàng hớ. Sanchez. Sanchez chính là cái tên phản ánh chính xác nhất những gì đã diễn ra tại Man United, bạc nhược, bế tắc và thiếu sức sống. Từ một tiền đạo hàng đầu ngoại hạng Anh khi còn chơi trong màu áo Arsenal, anh bỗng đánh mất đi hoàn toàn bản năng sát thủ khi gặp bến lửa đỏ thành Manchester. Tất cả những gì mà cầu thủ người Chile làm được tại MU trong một năm rưỡi chỉ là 45 lần ra sân trên tất cả các mặt trận và 7 bàn thắng ghi được. Điều đáng nói, Sanchez nhận lương cao nhất ngoại hạng Anh lên đến 500.000 bảng một tuần. Nói không ngoa, Sanchez đang chính là gánh nặng và bị hắt hủi nhất ở Man United. Trên đây là đội hình thi đấu tệ nhất mùa giải 2018-2019 tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Còn các bạn thì sao? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến riêng của bạn ở bên dưới comment nhé. Bên cạnh đó, đừng quên like và subscribe kênh bóng đá 365 để thưởng thức bóng đá theo cách trọn vẹn nhất.